tới giường để mới tao lên chén của mình. Giờ các bạn đi tham quan nha. Đây là mì cháo. Mì cháo hấp dưới hơn. Dạ, phồng lưỡi. Đây là nồi lẩu các bạn. Lẩu. Đó. Đây, qua bên đây là bắt đầu đang ướp cho nó lạnh. Các con cháu số 1 về. Chị luôn, mẹ thì sai đi. Sai vậy nè, quay luôn. Khỏi vậy hả? Đồ cổ quá, chị có... Thì biết làm thôi. Đồ cổ khỏi nay mấy chục năm nè. Thôi, bác Tư mới ra riêng tới giờ. Ê, ê, xong quay đi. Nhà tiêu của chị đang mất tiêu rồi. Wow, cảm ơn nha. Đây là các bạn. Mình sẽ review cho các bạn nha. Đó. Ngọt. Ngọt hết sức luôn á. Bao nhiêu hả? Mày xuống mày chụp mà đụng. Hả? Bắn luôn. Bắn rồi xong cái nó nụm. Bự quá. Trời ơi, đó đó đụng. Đúng không? Cái đồ này là không có thể nào bị y được nha. Được. Đợi đủ quá để. Bỏ vô đó nướng luôn. Có nãy giờ tao nướng 5 tới ký không sao, mấy này bắt có một nó nhoi. Biết sao còn tay con tên mẹ bắt. Con tên kia nó mua nó khác. Mua nó khác mà. Giữa, dịnh lên, dịnh lên. Bỏ cái bụng nó vô trước, bỏ vậy chết. Hết chưa? Cầm đèn hai ăn nha. Bị bắn bắt đầu bị quả, bị quả quá mà. Tâm bự vậy hả? Con tôm nó chui vô đạp. Nó chui vô cái đạp. Món này là món cay nha các bạn. Ăn cay được á thì ăn, ăn được thì thôi. Ngon hết biết rồi. Hay này cày giống ho, không đủ. Ho hả? Cày là ho. Cày. À, ho. Mình cái gì ăn cũng được các bạn, có bộ lon con tái mà mình không ăn thôi nha. Em vậy, em chịu không ăn. Ừ, bánh tái này ngon cực kỳ luôn các bạn. Ôi, mình ăn cái là hai lát mình giật bạc luôn á. Nước quỷ không? Nước quỷ không? Mình sao mình nói vậy mà. À, ăn xong lắp giật bạc luôn. Tại vì nó ngon quá mà. Món này nằm đâu? Nó ngọt ngất ngây luôn các bạn. Mẹ ơi. Nãy em có quay chị chưa? Quay chị chưa hả? Nãy lên thứ ba. Chị đứng xa xa đi, em quay cho chị nha. Xong rồi các bạn, mình vô cái là xong hết rồi đó. Đúng. Đây là ngoài đây là con mè là đốt. Cái này là cục tư. Ra ngoài đây. Đây là cái khung cảnh nhà của cục tư. Cái này trong nhà mình không hả? Trong nhà không 7 bàn. Còn 3 bàn mà. 4 bàn. Đó. Con cháu họp mặt về các bạn, có 7 bàn à. Đây đám giỗ miền Tây nè nha các bạn. Quá ngon. Dạ.
thấy cháo né với lẩu chưa lên. Dạ. Mà mấy món đó đâu đem lên liền được. Có cháo đem liền được chứ lẩu với né chưa xong mấy món nguội này mà. Dạ đây là bên đây là bàn của phụ nữ các bạn. Phụ nữ ăn trong nghề. Ủa rồi, cái nằm này cũng thấy. Cái nằm anh thịt đây nè, ăn cháo đi là anh thịt đó, đừng ăn cái củ cải nè, bạc, thịt xa. Phụ nữ nha, phụ nữ trong đây nha. Mấy người đàn ông thì ở ngoài. Nam thanh nữ tú. Nhiệt tình thấy ớn không? Mắm tép mà xin có con keo à. Xin có một keo à chứ không xin nhiều đâu nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra bàn của đoàn ông nha các bạn. Ở đây là phụ nữ không à. Đó, trong nhà. À, quay cho đúng. Để ông này không có đeo cái mũ lấy giường để mới cái chén quay luôn hả? Quay quay rồi. Muốn lấy cái giấy. Để bạn tự nhiên đi quay. Ăn cái gì tự nhiên đi. Lấy cái muốn khỏe như giờ. Nó tả hả? Lâu có em mới lại lấy cái chén muốn. Ta thấy cái mũ phải không? Sắc tình đó. Nãy nhớ có cái mũ đây mà. Đừng xuống hết ra cái mũ rồi. Xuống lấy mũ đi Minh. Ờ. Rồi lấy ai? Quay cậu. Rồi Minh bây giờ nó có vô vô vô. Rồi 1 2 3. Cầm đi. Vô. Cầm đi lên. Bên này đâu thấy đâu cầm. Quay bảo trong mà. Vô. Cùng đi. Quá hay luôn. Anh hai quý của quay kìa. Anh hai nhìn hả? Anh hai nhìn cho anh vô cái luôn anh hai. Vô có ai vô không? 1 2 3 vô nè, hai uống. Dạ. Lên. Lại lên đi tổng công bộ đi lọc cả. Cho sơm chút đi, nóng máy chút. 1 2 3 vô. 1 2 3 vô chứ. 2 3 vô. Bên đây mạnh quá ha. Mạnh hơn bên kia. Đây. Mấy cái này sao nè các bạn. Quá trơn không. Giờ làm gì còn kiếm được nữa. Đâu mà con cháu đông như thế này. Lo cho mấy đứa nhóc này ăn trước xong rồi lên bàn sau. Đây người hùng của bạn đó, chỉ còn một mình luôn. Ủa cái bán mình cho bàn trước hả? Đừng ngồi bàn không nhà. Chỗ đây ăn nhiều hơn. Trời ơi, cũng được quá ha.
Biết mà. Này hai nồi hay ba nồi chị hai? Hai. Thấy tên ngoại là bỏ lấy cái gì? Lấy mà là lá chuối. Không có bỏ lá chuối. Ở ngoài bà nội á. Tại người ta bỏ, tại mỗi chỗ khác nhau không? Không nha. Từ ở tên nội ngoại mà xuống đây nó khác rồi. Chị quầy chị hai. Cây bỏ ớt. Múc xong rồi giờ mình cho bà con cô bác em về đó rồi. Đám giỗ miền Tây rồi nè, cũng có quà cầm tay nha. Làm thiệt chứ làm xấu gì? Giả bộ vậy đó, giả bộ mình làm xấu vậy đó. Hãy ký vào. Xin mà làm xấu. Ừ. Thịnh đó không? Chị hai, món này là món gì chị hai? Mà không có nấu kiểu mất rồi. Lên tội luôn hả? Hả? Lên tội luôn. Này không phải nấu kiểu mà nấu gì, nấu chua hả? Chua ngọt hả? Ừ. Rồi, lên liền. Múc được luôn hả? Từ giá đi qua đây giá đây múc được luôn hả chị hai? Rồi, được rồi. Cho miếng nước cho có nước. Này đâu có chấm đâu. Không chấm. Thầy chị ăn bánh mì mà. Ủa vậy hả? Vậy em xin lỗi nha, không biết. Rồi thôi nghỉ đi thôi. Rồi giờ lên bàn ngồi đi. Đó. Ăn cái hả? Mấy người lớn giờ lo mấy đứa nít ở sao. Đánh giỗ miền Tây nhé các bạn. Đó, là mỗi lần khách về á là thằng người phải cho người túm này nè. Đó. Cái hàng này là hàng của con cháu đem về nha, chứ không phải là hàng của miền Tây. Miền Tây mình không có trồng quýt này các bạn. Miền Tây mình không có trồng mấy cái này. Chỉ có cái này chợ đầu mối làm gì hả chị? Ờ, chợ đầu mối. Dạ. Đó. Này là dòng họ, này đám này trong nhà mình không phải không chị? Ờ, trong nhà. Về cái ăn đúng dịp Tết luôn ha. Tới Tây luôn nè. Vậy tạm nghỉ luôn hả chị, nghỉ được mấy ngày? Không, chiều về bán lại. Chiều nay về đánh bác lại. Dạ, hơi mệt rồi. Đó, mình đi cho các bạn coi nha. Trái cây không à. Đó, cái hãng cái trái cây đem về đây hết luôn rồi đó. À, trời ơi, các bạn thấy chưa? Rất ngay gà Tây luôn. Quá trời. Cái này nho gì chị? Hả? Cái mình á, nho từ... Cái ăn này nho Trung Quốc. Còn nho này nho Mỹ nè. Đây, nho Mỹ. Nho này nho Trung Quốc nha các bạn. Nó có hai loại nho. Nho này như 200 mấy ký phải không? Đó. Đây là nho đỏ, còn đây là nho đen. Hôm nay này kiếm nho phụ nữ nha các bạn. Nho phụ nữ vừa này chắc chưa có đâu. Nho Mỹ, còn đây là nho Trung Quốc. Đó. Ăn vẫn ngọt. Có review không? Có review không? Không review hả? Cho trái đi. Cho thử trái thì ngọt không? Không, không cho review luôn hả? À, trời ơi, em xin một trái thôi. Nghe mình review cho các bạn coi nha. Còn độ lạnh luôn các bạn ơi. Rất là ngọt. Ngon quá. Ngon hết sức luôn. Tại vì cái cây này là có cây lúa nhà. Của mấy bà chị làm bán cái cây ở trên chợ đầu mối. Em đem về. Chứ không có mua. Mà cũng mua lại của người ta nhưng mà này của thằng nhà. Cậu này báo mà. Còn lạnh luôn các bạn ơi. Cái gì? Còn hồi đi em cho chị. Mất quá chị. Cam. À, cam hả? Trời ơi chết. Chết luôn các bạn ơi. Là cam không, quýt không, me, đầy đủ hết. Đó.
có 8 bàn đó các bạn. Các bạn nghĩ 8 bàn mà đã chưa đây? Trời ơi, có 8 bàn thôi. Trời ơi, ủa rảnh có đem trà là về nữa hả? Trời ơi, quá tớn rồi. Cái này là vô bạch gì hả chị? Cho bà con. Điếm hết chưa? Điếm hết đầu người chưa? Hả? Hello. Quay trái cây. Quay trái cây nè. Em út trong nhà. Đang đợi nè. Đợi người ta lĩnh đi. Chứ ai đâu. Thấy không? Chủ vụ trái cây nè. Chợ đồ mối đó. Nhỏ con mà có vỏ đó các bạn. Ghê là cái vụ đó đó nha. Ngọt không chị Biên, ngọt không? Tay đâu mà bóp. Xé miếng bỏ họng giùm ngay. Trời ơi, tôi nói mà nhăn răng cười giùm tôi. Ừ, cảm ơn luôn. Ngọt quá. Đúng là Trung Quốc có khác hay các bạn. Đây là con Trung Quốc của mình. Mấy tôi mua hay nghe của Hà Nội. Hà Nội hả? Đẹp quá anh trai. Ơi, vậy này nè, của Trung Quốc hả? Là nãy giờ, hên chưa ăn. Quá trời luôn, trái cây luôn mà. Quýt này là quýt Hà Nội nha các bạn. Ngọt ngất ngay luôn. Đây là các bạn đá trà là nè. Cho em gửi chơi. Cái hộp đó là không review được nha các bạn, tại không có khui. Nên mình không có review. Nhưng mà mình review được cái tái lựu đạn này. Này táo bơm không chị? Táo hả? Táo Mỹ. Đó. Mình xin phép nha các bạn. Hồng giòn luôn. Hồng giòn Trung Quốc. Trung Quốc hả? Má thả nó không ăn đó. Cái này đó. Đó. Cái đó có khi không đó. Ý, cái mày rảnh. Ồ cái mày rảnh bự dữ vậy ta. Cái mày rảnh á. Ghê không? Thả cho cũ luôn á. Má thả cho cũ á nó mới dơ ôm lại má thả có. Quá trời luôn. Ồ cái mày rảnh đó vậy. Trời ơi, bự quá. Đó đó. Cái này không? Rồi nó ụt mà. Có cá ba sa nữa má. Ờ có ba sa nữa mà còn nhỏ, cá bị dẫn ra. Wow, bự quá. Thấy không Quý, quay thì thấy không Quý? Thấy má. Ụt nó lặn nó hụt đó. Rồi. Rồi này tát cái là đã cá luôn. Cá bị dẫn đó thấy không? Ơi. Chán rồi. Tát cái cá không ghê không Quý ha. Ừ, này tát cá lắm nè. Nó không tát rồi, nó để nó nuôi rồi, không tát. Muốn ăn ra câu ăn cái gì? Này chài cá lên chắc đầy chài luôn á. Trời ơi. Trời ơi, cá kìa, cá ta kìa. Cá ta còn nhỏ. Có bụi trà bá luôn kìa má. Tại nãy có con cá đưa đầu hết hồn luôn kìa đó. Đó. Đó, 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 đó. Cái bự luôn mà. Trời ơi, bèo bèo nó cũng được 4-5kg, 3-4kg thôi má. Thấy dưới đó nó vậy lên bờ nó bự lắm.